kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Mèo lăn lộn do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Bài Mèo lăn lộn thiên tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1999. Mèo kêu ba tiếng thảm ai bi. Kêu người cứu giúp hắn vậy thì, thuốc độc đầy mình mèo lăn lộn. Vang dậy canh ba bỏ ra đi. Kỳ này nhắm mắt hết ngao ngao, thấy mặt thù thâm mặt không giàu gieo chuyện thảm sầu ôi khắp cả, cuối đuôi luộc hết lớp da dao. Bần sĩ cuồng điên luận bài thi, anh em đạo sĩ dáng ngồi chi, suy kim luận cổ rồi sẽ biết, biết sẽ hiểu ta nói lời gì. Tam hoàng cốt điển nói thiên cơ, nói cuồng nói dại nói ngất ngơ, nói cho người biết chờ giờ chót, giờ chót tự nhiên đến không ngờ. Trích kinh Phật Vương Di Lạc Trang Tám, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Thuyết. Thiền tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1999 Lời bình, những câu sấm Mẹo kêu ba tiếng thảm ai bi Kêu người cứu giúp hắn vậy thì Thuốc độc đầy mình mèo lăn lộn Vang dậy canh ba bỏ ra đi Thuật ngữ thiên cơ mẹo kêu ba Chữ mèo ám chỉ năm mẹo Cụm từ kêu ba ám chỉ bùng nổ thế chiến ba Cụm từ mèo lăn lộn ám chỉ năm mẹo bùng nổ thế chiến ba Chết chóc hái hùng lăn lộn và cụm từ canh ba ám chỉ năm mẹo có mang con số 3, nghĩa là Thế chiến 3 bùng nổ vào năm Quý Mão 2023. Những câu sấm, kỳ này nhắm mắt hết ngao ngao, thấy mặt thù thâm mặt không giàu, gieo chuyện thảm sầu ôi khắp cả, cuối đuôi luộc hết lớp da dao. Cụm từ cuối đuôi ám chỉ cuối năm Quý Mão 2023, chiến tranh giải Gaza, Israel bùng nổ khủng khiếp, thành phố sụp đổ tan nát người chết tang thương, đói khát tràn lan. Kỳ này nhắm mắt hết ngao ngao, thấy mặt thù thâm mặt không giàu. Gieo chuyện thảm sầu ôi khắp cả. Sydney, ngày 16 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.